Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Khai Đào Computer. Thì nhìn vào cái tiêu đề video thì mình nghĩ là anh em đã đoán được nội dung chính của video hôm nay là gì rồi phải không nào? Đây chính là nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu với anh em trong video ngày hôm nay. Đây là một thùng PC nằm trong một cái bộ PC được một anh khách hàng build tại Khai Đào Computer với mức giá lên đến là 41.490.000 đồng. Thì trong cái bộ PC này nó sẽ có nhiều cái linh kiện khác nhau như là màn hình, bàn phím và chuột, tai nghe, loa các thứ. Nhưng mà mình chỉ có mượn của anh một cái thùng PC để review cho anh em thôi. Tại vì mình thấy cái thùng PC nó quá đẹp và chất lượng. Còn những cái màn hình và bàn phím sau đây thực tế là cái mình để thêm vào, minh họa cho anh em thấy nó trực quan và cụ thể hơn mà thôi. Ok, thì thông qua cái video ngày hôm nay mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh chủ của cái thùng PC này. Cảm ơn anh đã quan tâm, ủng hộ và sử dụng dịch vụ của Khai Đào Computer. Mong rằng anh sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ của mình đối với Khai Đào Computer trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Khi mà nhìn vào cái thùng PC này thì anh em sẽ cảm nhận điều gì đầu tiên nào? Theo mình thì mình cảm thấy nó quá đẹp anh em ạ. Nó được trang bị các cái fan LED RGB, nó màu mè, nó kiểu gaming, nó rất là trẻ trung và năng động. Đồng thời thì cái vỏ case nó thì anh chủ build một cái vỏ case đến từ thương hiệu là Simatic Venom. Mặt bên hông của nó sẽ được trang bị một cái mặt kính để anh em có thể nhìn và thấy được màu sắc cũng như là cách thức hoạt động của các cái linh kiện bên trong cái thùng PC nó như thế nào. Về cái mặt bài trí nút bấm và cổng kết nối thì mình thấy nó tương tự hầu hết những cái thùng PC khác. Cổng kết nối thì nó cũng được thiết lập, nó nằm ở cái mặt trên, bao gồm một vài cổng USB 2.0, 3.0 và thêm cái cổng USB Type-C. Ngoài ra thì những cái cổng kết nối phổ biến như là cổng mic, cổng tai nghe, nó không có gì lạ cả. Ok, về cái mặt sau thì nó sẽ có thêm một vài cổng như là cổng HDMI, cổng DVI, cổng DisplayPort. Anh em có thể là mình nghĩ là anh em đã biết khá là nhiều cái thiết kế nó tương tự như thế này rồi. Tiếp đến, với một cái thùng PC nó nằm trong cái mức giá nó như thế này thì anh em nghĩ những cái linh kiện, những cái thành phần bên trong nó sẽ có cái gì đặc biệt? Ok, sẽ không để anh em phải đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết những cái linh kiện bên trong của cái thùng PC này nó có những gì nào. Đầu tiên về nguồn, cái thùng PC này nó sử dụng một cục nguồn đến từ Color Master với cái mã là Elite V3 PC700 với công suất là 700W. Thì mình nghĩ với cái công suất nó như thế này nó thừa sức, nó cân hầu hết mọi cái tác vụ trên cái thùng PC. Tiếp đến là về phần tản nhiệt. Tản nhiệt thì anh em có thể thấy đây, một cái tản nhiệt quá hầm hố, quá chất lượng. Thì tại sao lại phải sử dụng một cái tản nhiệt như thế này? Một chút xíu nữa mình sẽ bật máy cho anh em biết. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái tản nhiệt. Nó cũng từ thương hiệu Color Master với cái mã sản phẩm là MA620P. Có hai cái quạt ở trong cái tản nhiệt này. Về phần RAM thì anh em thường nghĩ là với cái mức giá tiền như thế này thì anh em sẽ build bao nhiêu RAM là đủ. Với anh chủ của cái thùng PC này thì anh quyết định là sử dụng 2 cây RAM 16GB DDR4. Thì tổng dung lượng RAM là lên đến 32GB RAM. Trời ơi, ghê chưa? Mình có kiểm tra thì mình thấy cái RAM này nó có cái mức bus RAM lên đến 3200. Thì cái mức bus RAM này nó sẽ giúp cho anh em tránh được gọi là tối đa cái việc cái tình trạng nghẽn của chai nó xảy ra. Khi mà anh em chơi và trải nghiệm những cái tựa game nặng thì nó sẽ tránh được cái việc này. Tiếp đến là phần bộ nhớ. Thì bộ nhớ hiện tại theo mình thấy thì trong cái thùng PC này nó chia làm hai phần. Một cái là SSD với dung lượng là 512GB đến từ thương hiệu Samsung, và một cái là HDD
Renew. Thì mình có hỏi anh là ok, tại sao anh lại sử dụng một cái HDD Renew, thì anh có cho biết là một phần là do cái chi phí nó cao, thì anh có muốn là tiết giảm một ít cái chi phí để đầu tư vào những cái linh kiện khác. Thì anh có nói là nếu như mà sau này anh cần thì anh có thể sẽ nâng cấp lên một cái ổ SSD thay vì một cái ổ HDD Renew như thế này. Thì mình nghĩ đây cũng không phải là một vấn đề quan trọng gì lắm, vì cái việc mà thay đổi SSD và HDD thì cái chuyện anh em đã quá thường xuyên rồi. Ok, tiếp đến mình sẽ giới thiệu anh em về phần main. Trên cái con CPU này nó sử dụng một cái main mà mình nghĩ là chỉ cần đọc tên thôi là anh em đã biết nó con nhà ai rồi. Một cái main B560 MSI B560. Anh em đã quá quen với cái dòng main này rồi phải không nào? Một cái dòng main nằm trong phân khúc tầm trung. Và đặc biệt là cái con B560 này, cái mã của nó là B560M Pro, chứ không phải là B560 anh em nha. B560M Pro. Thì theo mình kiểm tra và thấy một số anh em nhận xét và đánh giá về hiệu năng của con này, thì có thể nói là đây là một cái dòng main nó được đánh giá là có cái mức tương quan giữa hiệu năng và giá thành rất là tốt. Nếu như mà anh em muốn tìm một cái main có thể hỗ trợ cho anh em chơi game edit nằm trong phân khúc giá tầm trung thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Về phần quạt tản nhiệt thì theo mình kiểm tra ở đây là có tổng cộng là có 6 cái fan led. Nếu như mà kể cả hai cái quạt ở trong cái tản nhiệt dành cho CPU thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 cái. Về cái CPU, đây là một cái phần quan trọng mà anh em khi mà build PC thì anh em hình như là đặt hết 99% sự quan tâm nó nằm ở đây. Thì con CPU trong cái thùng PC này nó là CPU gì? Nó là một con Intel Core i7-11700K với cái thông số của nó là 8 nhân 16 luồng. Nhịp xung cơ bản của nó là 3.6 GHz, khi mà boot lên tối đa là nó sẽ được 5.0 GHz. Về con VGA nó sử dụng một con RTX 2060. Thì anh em có thấy gì hay là không? Khi mà kết hợp VGA, RAM, CPU, main thì nó cho anh em ra một cái cấu hình chỉ có thể dùng từ gọi là, chúng tôi gọi đây là chất. Anh em với cái cấu hình như thế này thì mình nghĩ là với những cái tựa game phổ biến trong thời điểm hiện tại, anh em có thể chơi gọi là xả láng, anh em có thể chơi mượt mà, có thể là một vài tựa game nào đó anh em có thể setting cái mức cấu hình nó ở tầm trung hoặc chỉ là tầm thấp để chơi, thì mình nghĩ nó cũng ok, nó không có vấn đề gì quá lớn. Còn với cái việc là edit video, render hình ảnh các thứ thì lúc nãy mình cũng có thử test qua thì mình thấy không có gì để phải chê trách cả. Cái tốc độ của xử lý của nó vẫn rất nhanh, nó mượt mà, nó cho mình một cái cảm giác rất sướng anh em ạ. Thì bây giờ mình nghĩ là mình cũng đã đánh giá sơ bộ về cái ngoại hình cũng như là cái cấu hình của cái thùng PC này. Nếu như mà anh em đang quan tâm và muốn sở hữu một cái thùng PC như thế này thì anh em hãy liên hệ ngay với Kha Đào Computer. Thì cái việc mà liên hệ và có hàng ngay trong ngày thì mình nghĩ cũng không có phải là cái điều gì nó quá khó khăn. Ok anh em ha. Còn bây giờ thì xin phép chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh để có thêm động lực cho mình tiếp tục làm những video tiếp theo nha.